tạp chí Bloomberg vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất ngành công nghệ ô tô, trong đó có sự góp mặt của hai tỷ phú công nghệ nổi tiếng là Bill Gates và Elon Musk. Đặc biệt, việc sở hữu 0,9% cổ phần tại Autonation đã giúp Bill Gates tiếp tục đứng đầu danh sách này. Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu về 10 tỷ phú giàu nhất ngành công nghiệp ô tô nhé! Bill Gates. Công ty Autonation. Giá trị cổ phần 914,5 triệu đô la Mỹ. Tổng tài sản 105 tỷ đô la Mỹ. Bill Gates là một tỷ phú nổi tiếng trong ngành công nghệ. Một số người có thể bất ngờ khi ông cũng là tỷ phú giàu có nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Hiện nay, ông chủ của Microsoft đang sở hữu hơn 914,5 triệu đô la Mỹ giá trị cổ phần tại công ty phân phối ô tô Autonation. Nó chiếm khoảng 0,9% trong số tổng tài sản khoảng 105 tỷ đô la Mỹ của Bill Gates. Số tài sản còn lại của ông đến từ cổ phần tại Microsoft và Cascade Investment, công ty đầu tư nắm giữ cổ phần tại hàng chục doanh nghiệp đã niêm yết, trong đó có Canadian National Railway, Deere và Ecolab. Larry Ellison. Công ty Tesla, giá trị cổ phần 730,7 triệu 1 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 58,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Larry Ellison là cổ đông lớn thứ hai tại Tesla. Tuy nhiên, Larry Ellison cho biết cổ phần tại Tesla không phải là nguồn tài sản chính của ông. Theo đó, Ellison sở hữu số cổ phần có giá trị khoảng 730,7 triệu 1 tỷ đô la Mỹ tại hãng xe điện Tesla. Khối tài sản này chỉ chiếm khoảng 1,3% tổng giá trị tài sản của ông chủ Oracle. Bên cạnh việc là cổ đông tại Tesla và nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison còn sở hữu nhiều bất động sản trên thế giới, trong đó có hòn đảo Lanai tại Hawaii. Hiện ông là người giàu thứ 6 thế giới trên bảng xếp hạng của Forbes năm 2019. Elon Musk. Công ty Tesla, giá trị cổ phần 8,3 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 22,9 tỷ đô la Mỹ. Elon Musk là nhà sáng lập, đồng thời là cổ đông lớn nhất tại hãng xe điện Tesla. Hiện tại ông đang sở hữu khối cổ phần trị giá hơn 8,3 tỷ đô la Mỹ tại Tesla. Nó chiếm gần 37% tổng giá trị tài sản của Elon Musk. Theo CEO của Tesla, phần lớn tài sản của ông đến từ công ty dịch vụ sản xuất hàng không vũ trụ và vận chuyển không gian Space. Palonji Vistri. Công ty Tata Motors, giá trị cổ phần 302,7 triệu đô la Mỹ, tổng tài sản 19,7 tỷ đô la Mỹ. Palonji Vistri sinh năm 1929 là một tỷ phú nổi tiếng trong ngành xây dựng Ấn Độ. Ông là chủ tịch của tập đoàn Sapoji Palonji. Đồng thời, ông là cổ đông chính của Tata Motors, một công ty có trụ sở chính tại Ấn Độ và hơn 100 chi nhánh khắp thế giới. Theo Bloomberg Billionaires Index, doanh thu hàng năm của Tata Motors vào khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, với việc sở hữu 18,3% cổ phần tương ứng với khoảng 302,7 triệu đô la Mỹ, Palonji Vistri là cổ đông cá nhân lớn nhất trong tập đoàn Tata Sons. Theo Forbes, khối tài sản của ông ước tính là 14,4 tỷ đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2019. Susan Blatton. Công ty BWMAG, giá trị cổ phần 8,7 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 18 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, bà Susan Blatton đang sở hữu khối cổ phần trị giá hơn 8,7 tỷ đô la Mỹ tại BWMAG, chiếm 47,8% tổng tài sản 18 tỷ đô la Mỹ, và là nữ tỷ phú giàu thứ hai tại Đức. Nữ tỷ phú Susan Blatton sinh năm 1962 tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà Blatton được thừa hưởng phần lớn tài sản từ cha mình Herbert Quandt. Herbert Quandt là người đã cứu BWM từ một nhà sản xuất xe hơi chật vật khó khăn thành một trong những thương hiệu ô tô xa xỉ hàng đầu thế giới. Với vai trò người thừa kế, bà Blatton từng chia sẻ, trách nhiệm với khối tài sản thừa kế là một gánh nặng. Bà cho hay, nhiều người thường nghĩ những người thừa kế như chúng tôi thường nằm trên du thuyền ở Địa Trung Hải. Nhưng thực sự, vai trò của người thừa kế cũng có những khía cạnh không hề dễ chịu. Stefan Quandt. Công ty BWMAG, giá trị cổ phần 10,8 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 14,8 tỷ đô la Mỹ. Stefan Quandt sinh năm 1966, là em trai của bà Susan. Ông đang sở hữu số cổ phần trị giá 10,8 tỷ đô la Mỹ tại BWMAG, chiếm 72% tổng giá trị tài sản 14,8 tỷ đô la Mỹ. Ngoài công việc điều hành tại BWMAG, Stefan Quandt cũng là ông chủ của hãng thuốc Biologics J.H. Bethelhill. Đồng thời ông điều hành công ty sản xuất thẻ tín dụng Entrust Data Card và hãng Logistics Lockwin. Li Shufu. Công ty một Geely Automobile Holding, giá trị cổ phần 38,9 triệu đô la Mỹ. Công ty 2 Zhejiang Geely Holding Group, giá trị cổ phần 10,5 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 10,6 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Li Shufu là nhà sáng lập Geely, một trong những hãng sản xuất ô tô tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Năm 2010, tập đoàn Geely đã chi 1,5 tỷ đô la Mỹ mua lại Volvo,
Đây là thương vụ mua lại doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất của một hãng xe Trung Quốc. Hiện nay, Li Shufu đang sở hữu cổ phần tại hai thương hiệu ô tô tại Trung Quốc là Geely Automobile và Zhejiang Geely. Số cổ phần này có tổng giá trị gần 40 triệu đô la Mỹ. Ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 10,6 tỷ đô la Mỹ. Jobsepler. Công ty 1, Continental AG, giá trị cổ phần 9,5 tỷ đô la Mỹ. Công ty 2, Sepler AG, giá trị cổ phần 3,1 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 7,99 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú doanh nhân Đức Jörg Sepler và mẹ là bà Maria Elisabeth Sepler Thumann đang nắm quyền sở hữu và điều hành tập đoàn Sepler Group. Sepler Group là nhà sản xuất các thiết bị phụ tùng, linh kiện cho nhiều hãng ô tô trên thế giới. Hiện tại, Sepler đang sở hữu cổ phần trị giá 9,5 tỷ đô la Mỹ tại Continental AG và 3,1 tỷ đô la Mỹ tại Sepler AG. Lai Paris, OK được. Công ty Fox Automotive, giá trị cổ phần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 7,84 tỷ đô la Mỹ. Paris O'Kedon là cháu gái của James Cox, người sáng lập Cox Enterprises vào năm 1898. Năm 2007, sau khi mẹ bà qua đời, Paris O'Kedon được thừa hưởng 25% cổ phần của doanh nghiệp Cox với trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay bà không nắm vai trò quản lý và điều hành hay bất kỳ chức vụ nào tại Cox Automotive. James Kennedy. Công ty Cox Automotive, giá trị cổ phần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản 7,84 tỷ đô la Mỹ. James Kennedy là chủ tịch của Cox Enterprises, 21,6% tổng giá trị tài sản của ông đến từ cổ phần của công ty này. Trên đây là danh sách 10 vị tỷ phú giàu có nhất ngành công nghiệp ô tô, mỗi người đại diện cho một tập đoàn và hãng sản xuất ô tô nổi tiếng khác nhau trên thế giới. Giá trị cổ phần tại những tập đoàn này đã mang về cho họ khối tài sản đồ sộ đáng ngưỡng mộ. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để cập nhật thêm các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân và tỷ phú bạn nhé!